Hôm nay đã là ngày thứ 3 đi học quân sự rồi, nhanh ghê ha. Đúng 5 giờ sáng mỗi ngày mình phải có mặt dưới sân để tập thể dục. Đi trễ là bị phạt chạy vòng sân đó. Tập thể dục xong thì mỗi phòng sẽ đi trực vệ sinh ở khu vực đã được phân công. Tới 5 giờ 45 thì tập trung đi ăn sáng. Hôm nay được ăn phở gà. Đây có lẽ là món ăn sáng mà mình cảm thấy ngon nhất trong chuyến đi học quân sự. Mấy đứa chung phòng của mình thì cái gì nó cũng ăn được hết trơn á. Sáng hôm nay thì chúng tôi không học mà chúng tôi có một buổi thi lý thuyết trắc nghiệm. Môn này tụi mình đã học 50% online lý thuyết rồi, nhưng mà vô đây mới thi. Thi xong được nghỉ sớm cho nên là về phòng tha hồ mà nghỉ ngơi. Tới 11 giờ thì bắt đầu xách muỗng nĩa đi ăn cơm thôi. Ăn thôi. Trưa nay lại là một món đồ chiên, còn cái này hình như là bí đao luộc. Đây là bộ mặt các thành viên 202 trong phòng của mình. Tụi nó suốt ngày ức hiếp Thanh Tiger thôi. Diễn thôi nhá, chứ gọi là này luôn. Mình có lòng tốt múc canh cho bạn thì bạn nói mình diễn, rồi tôi sẽ bóc phốt từng đứa trong phòng này hết. Đây là cái nắng lúc 1 giờ rưỡi và tụi mình đang tập hợp để chuẩn bị đi học ngắm bắn súng. Mọi người hỏi là ai quay clip cho mình thì đây, bé Lily Quốc Nhật, con trai chung phòng của mình nha mọi người. Nó cũng láo dữ lắm, mọi người đợi đi rồi tôi bóc phốt nó nè. Chiều nay học ngắm bắn súng ngoài sân banh, nói chung là nó cũng hơi nắng đó. Quân sự dữ chưa? Đi học quân sự mà giờ này ngồi thả kem chống nắng. 4 giờ học xong rồi thì tiếp tục đi dọn vệ sinh, quét lá cây. Nghe đâu là ngày mai có thầy hiệu trưởng ghé trường cho nên là phải dọn vệ sinh nữa. Như vậy là chỉ còn 2 ngày nữa là mình học xong rồi đó. Tạc lon hả? Xuống liền. Vô đây như một thói quen là chiều nào cũng phải chạy đi chơi tạc lon. Nhiều ra ít bị. Nè, Thanh Tiger quay clip bị bắt. Vô đây học đi tới đâu là nghe nè tới đó luôn á. Về đây. Sau khi tốn hết trơn sức lực vô cái vụ tạc lon thì giờ mình đi ăn cơm để bù năng lượng. Cơm chiều nay sẽ có gì đây ta? Thịt heo kho với cà rốt, giá xào chung với hành. Hôm nay chơi mệt quá cho nên là mình đã chia bớt cơm cho các bạn cùng phòng. Ăn cơm tắm rửa xong rồi thì đi giặt quân phục. Tối nay thì phòng mình họp giao ban về các vấn đề mà phòng mình đã làm tốt và chưa làm tốt. Buổi sáng là ai phơi cái áo ngoài này mà ông hốt dữ á. Chưa làm tốt nhiều nhất ở đây là gấp xếp nội vụ quá xấu, mà xấu thiệt. Tối nay lại tập gấp xếp nội vụ nữa mọi người ạ. Quá mệt mỏi cái vụ này. Có nhiều người gấp xong là để đó luôn, đâu có dám bung ra ngủ đâu. Để đi qua phòng kế bên cho mọi người coi. Ở bển đàn hát vui vẻ lắm. Chứ đâu có như cái phòng của tôi. Lôi tôi ra làm trò hề rồi tụi nó cười hả hả hả. Bữa nay mấy đứa tụ tập dưới sân nhảy nhót đông vui lắm. Rồi xong, vậy là lại kết thúc một ngày thứ 3 đi học quân sự nữa rồi. Bye bye và hẹn gặp lại. Những công việc mà Thanh Tiger đã làm khi đi học quân sự là gì? Quét sân. Sáng thức dậy tập thể dục xong là mình sẽ xách chổi đi quét sân. Mỗi phòng sẽ được phân công vệ sinh một khu vực. Phòng mình được phân công cái khu bự chà bá luôn. Quét muốn rụng cái nách. Phơi chăn phơi mền. Buổi sáng giặt xong là đã có phòng được phân công đem ra phơi rồi. Buổi chiều thì mọi người đang tập bắn súng, còn phòng của mình thì được điều động đi để trở mặt cái mền cho nó khô. Cái mặt nào ướt thì mình trở lại cho nó khô, còn cái nào khô thì mình đem vô. Sau đó mình xếp mền lại ngay ngắn đàng hoàng. Đáng ra quay cái đống mền cho mọi người coi nhưng mà lo làm không à, quên quay. Vẫn là quét lá nhưng mà là buổi chiều. Nghe nói là ngày mai có thầy cô của trường xuống cho nên là buổi chiều phải trực vệ sinh nữa. Đi trực đêm. Trong quá trình học thì mỗi phòng sẽ được chia ca, chia người ra đi trực đêm. Nói là đêm vậy thôi chứ Thanh Tiger đăng ký ca lúc 4 giờ đến 5 giờ sáng. Bên khu nữ thì cũng có 4 người đang trực, bên nam cũng 4 người mà phòng của mình hết trơn. Lại tiếp tục quét sân, thôi bỏ qua đi. Nhổ cỏ rồi nói gì giờ trời. Thì được phân công đi nhổ cỏ. Có một công việc nữa là đi kéo nhánh cây. Nhưng mà quên quay lại rồi, tức chết.